Cháy rừng quy mô lớn đang hoành hành ở nhiều nước trên thế giới, đặc biệt là châu Mỹ và châu Âu. Chính phủ các nước này phải huy động các nguồn lực và triển khai nhiều biện pháp khẩn cấp để xử lý. Canada đang đối mặt với mùa cháy rừng nghiêm trọng nhất từ trước đến nay. Trong một tuần qua, hơn 50.000 người đã buộc phải đi sơ tán, gần 200 ngôi nhà đã bị thiêu rụi. Ước tính hơn 15 triệu hecta đất rừng, lớn hơn diện tích của Hy Lạp, bị thiêu rụi. Hiện hơn 1.000 đám cháy vẫn đang bùng phát trên khắp nước này, trong đó 650 đám cháy vượt tầm kiểm soát, ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống của người dân và cộng đồng. Thủ tướng Canada Justin Trudeau cam kết sẽ cung cấp các nguồn lực liên bang để ứng phó với thảm họa. Trong khi đó, tại nước láng giềng Mỹ, cháy rừng trên đảo Maui ở Hawaii đã cướp đi sinh mạng của ít nhất 115 người. Các đội cứu hộ đang tiếp tục rà soát để tìm kiếm hơn 1.000 người hiện vẫn còn mất tích. Thiệt hại do cháy rừng lên tới gần 6 tỷ đô la Mỹ với hơn 2.200 tòa nhà đã bị phá hủy. Các vụ cháy rừng thật tàn khốc. Trong suốt 30 năm làm nghề cứu hỏa, tôi chưa bao giờ chứng kiến thiệt hại do cháy rừng lại nghiêm trọng đến như vậy. Ở bên kia Đại Tây Dương, nhiều quốc gia ở châu Âu cũng đang chật vật đối phó với cháy rừng. Hy Lạp đang phải vật lộn với giặc lửa tại nhiều đảo của nước này. Hàng nghìn người dân ở ngoại ô thủ đô Athens đã được yêu cầu sơ tán. Hơn 60 đám cháy đã xảy ra trong 24 giờ qua ở Hy Lạp. 18 người nghi là người nhập cư được phát hiện đã thiệt mạng trong vụ cháy rừng ở thành phố Alexandroupolis gần biên giới với Thổ Nhĩ Kỳ. Một số quốc gia ở châu Âu tuyên bố sẽ triển khai lực lượng hỗ trợ Athens ứng phó với cháy rừng. Tại nước láng giềng Thổ Nhĩ Kỳ, cháy rừng ở tỉnh Kanakane phía Tây Bắc đã khiến giới chức địa phương đưa ra lệnh sơ tán người dân thuộc tỉnh này. Trong khi đó, lực lượng cứu hỏa Tây Ban Nha đã phải căng mình ứng phó với cháy rừng trên quần đảo Canary. Hàng chục nghìn người trên hòn đảo này đã phải gấp rút sơ tán.